giáo xứ Hà Xá, trước kia thuộc Tổng Thanh Triều, huyện Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình. Ngày nay, Hà Xá thuộc thôn Hà Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cách tòa giám mục khoảng 40 km về hướng Tây Bắc. Phía Bắc, giáp cầu Triều Dương, tỉnh Hưng Yên. Phía Tây, giáp xứ Tiên Chu. Được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Hồng và sông Luộc. Giáo xứ Hà Xá được thành lập vào ngày 3 tháng 11 năm 1913, nhận Đức Mẹ Mân Côi là bổn mạng. Hiện nay, số giáo dân trong toàn xứ khoảng 3.247 nhân danh, gồm họ nhà xứ và 11 họ lẻ, rải rác trên địa bàn, gồm 4 xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Cha chính xứ chúng con hiện nay là cha Giuse Maria Nguyễn Thuân, một linh mục trẻ trung, năng động. Cha đã và đang làm cho giáo xứ Hà Xá chúng con chuyển mình sang một trang sử mới cả về tinh thần lẫn vật chất, mà ngôi nhà mục vụ và khuôn viên nhà thờ, nhà xứ là một bằng chứng xác thực. Theo lưu truyền, cụ Thượng Tổ Nguyễn Quốc Đạt là quan ngự sử Triều Huế, đã đổi tên từ họ Nguyễn sang họ Hà và lập nghiệp tại đất Tây Trúc Kiều bên dòng sông Luộc. Con trai thứ tư của cụ là Đa Minh Hà Đăng Khương, hiệu Hồng Phúc. Năm 15 tuổi, Hà Đăng Khương được các giáo sĩ Tây Ban Nha nhận vào nhà thờ Hưng Yên nuôi dạy và được lãnh nhận bí tích rửa tội. Sau này, Đa Minh Hà Đăng Khương được phong làm quan tổng quản Yên Mỹ thuộc phủ Bắc Ninh, Kinh Bắc. Sau khi xây dựng gia đình, cụ xin từ chức về quê và mua đất xứ Đồng Nổi thuộc hạt Tây Trúc Kiều lập nghiệp. Nhờ mối quan hệ chặt chẽ với các giáo sĩ Thừa Sai đang giảng đạo ở vùng Phố Hiến, Hưng Yên, nên cụ mời các ngài về truyền giảng tin mừng tại quê hương. Ngày 16 tháng 10 năm 1806, các giáo sĩ người Tây Ban Nha cùng với gia đình cụ dựng cây thánh giá và châm ngọn lửa đức tin đầu tiên trên đất Đồng Nổi và đặt tên làng là Hà Xá. Cụ Hồng Phúc dựng một ngôi nhà nguyện đầu tiên bằng tre nứa. Năm 1815, Đức Giám mục Giáo Phận cho phép thành lập họ giáo Hà Xá trực thuộc giáo xứ Tiên Chu. Ngài trợ cấp kinh phí xây nhà thờ giữa làng Hà Xá để sớm hôm giáo dân đến cầu nguyện. Ngôi nhà thờ đó đã được dỡ bỏ khi hoàn thành ngôi nhà thờ chính đây. Ngày 3 tháng 11 năm 1913, Đức cha Phêrô Trung, lúc đó còn là giáo phận Bùi Chu, đã chia xứ Tiên Chu làm hai và nâng họ Hà Xá lên hàng giáo xứ với 13 họ lẻ. Cha Phêrô Toàn được bổ nhiệm làm cha chính xứ đầu tiên của giáo xứ Hà Xá. Ngày 15 tháng 1 năm 1915, Ngài cùng giáo xứ khởi công xây dựng lại ngôi nhà thờ mới theo kiến trúc hiện đại Gothic, hòa hợp với kiến trúc Á Đông, chiều dài là 60m, chiều ngang 18m, có hai tháp chuông, với công tác chuẩn bị vật liệu như đóng gạch, tôi vôi, vận chuyển cát từ bãi sông Luộc và sông Hồng về. Sau 2 năm, vào ngày 18 tháng 2 năm 1917 thì chính thức được tiến hành. Sau 27 năm xây dựng, ngôi nhà thờ đã được hoàn thành và đã khánh thành vào năm 1944. Lúc đó cha già Khâm đang làm chánh xứ. Năm 1989, cha cố Francisco Xavier Trần Văn Học đại tu lại toàn bộ phần mái nhà thờ, hoàn thiện hai tháp chuông với hai búp tháp vươn cao lên trời, hướng lòng con dân Hà Xá về quê trời Vĩnh Phúc. Và để bên trong nhà thờ được khang trang, cha cố Học còn cho làm toàn bộ trần trong nhà thờ. Khi đã hoàn tất, cả giáo xứ Hà Xá hân hoan chào đón Đức cha cố Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình, về thánh hiến nhà thờ với tước hiệu nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 16 tháng 10 năm 2002. Sau một thời gian, cha cố Học được bề trên thuyên truyền về coi sóc giáo xứ Bồng Tiên và ngài đã được Chúa gọi về, hiện đang an nghỉ tại giáo xứ Bồng Tiên. Kế nhiệm cha cố Học, giáo xứ đã được đón cha cố Giuse Nguyễn Quang Phục về coi sóc. Trong 6 năm 6 tháng về coi sóc, dù tuổi cao nhưng ngài cũng nhiệt huyết cùng giáo dân đưa các phong trào giáo xứ đi lên.
ngài cũng đem hết khả năng với sức tuổi già tân tạo lại các công trình như nhà sứ, khuôn viên, tường dậu nhà thờ, nhà sứ cho khang trang, kín đáo. Một trang sử vẻ vang, một đột phá mới mở ra một bước ngoặt lịch sử cho giáo phận Thái Bình. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2014, Đức cha đương kim Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã thuyên truyền toàn bộ các linh mục trong giáo phận Thái Bình. Đây cũng là ngày ân phúc của giáo xứ Hà Xá. Trong niềm vui khôn xiết của mọi tầng lớp, từ cụ già cho đến các em nhỏ đều hân hoan chờ đón cha xứ mới, cha xứ Giuse Maria Nguyễn Thuần, một linh mục trẻ trung, nhiệt huyết, đã từng coi sóc giáo xứ có tầm cỡ trong giáo phận Thái Bình, giáo xứ đền thánh Tử Đạo Đông Phú. Mọi hy vọng, mọi ước mơ vươn lên của cả giáo xứ đang trông ngóng nơi tài tình lãnh đạo của người cha tài năng trẻ này. Quả thực, chỉ sau một thời gian ngắn ổn định, cha đã cho kiện toàn làm mới các đoàn hội, cả họ nhà xứ cũng như các họ lẻ, đào tạo các giáo lý viên, các huynh trưởng, ca trưởng, nhất là huấn luyện các em giới trẻ và thiếu nhi với sự cộng tác của quý thầy, quý sơ. Sau một năm về coi sóc giáo xứ, cha đã nghĩ tới tương lai cho giáo xứ với thế hệ trẻ. Ngày 1 tháng 9 năm 2015, cha đã họp bàn cùng ban hoạt động mục vụ và bà con giáo dân cùng chung tay xây dựng ngôi nhà mục vụ để làm nơi sinh hoạt và học hành giáo lý cho các em thiếu nhi và giới trẻ. Mọi giáo dân trong xứ đều nhất trí ủng hộ. Sau 2 tháng chuẩn bị, đúng ngày 9 tháng 11 năm 2015, nhằm ngày lễ cung hiến đền thờ Laterano, cha đã làm phép thánh hóa phần đất và chính thức khởi công. Gánh nặng đang đè trên vai người mục tử, ngoài việc lo mục vụ một giáo xứ lớn, đông nhân danh, nhiều họ lẻ, nhưng với lòng nhiệt huyết, thương đoàn chiên, cha không quản ngại lặn lội sớm hôm, vào Nam ra Bắc, lên rừng xuống biển để tìm mọi nguồn kinh phí để giáo xứ sớm có ngôi nhà mục vụ. Sự thật đã rành rành, chỉ sau gần 2 năm xây dựng, ngôi nhà mục vụ hoành tráng, chiều dài là 48m, chiều ngang là 10m, cao 2 tầng, tổng diện tích sử dụng là 960m2, với cấu trúc thiết kế hiện đại và đầy đủ tiện nghi đã được hoàn thành. Tổng kinh phí để hoàn thiện ngôi nhà là gần 4 tỷ đồng. Niềm vui của giáo xứ chúng con được nhân lên gấp bội khi ngày 19 tháng 10 năm 2017, Đức cha Phêrô, chủ chăn của giáo phận hiện diện để cắt băng khánh thành và làm phép ngôi nhà mục vụ này, ngôi nhà của ước mơ, để như lời Thánh Vịnh 125, giáo xứ chúng con cùng hát lên: "Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui." Hiện nay, giáo xứ Hà Xá gồm các giáo họ Quan Khê, Xuân Hải, An Tập, Trung Hòa, Phú Xá, Tống Xuyên, Khuốc, Nứa, Đông Thôn, Đào Thôn. Ngoài ra, giáo xứ có 3 họ giáo không còn nhà thờ là Đồng Vọng, Hà Lão và Thọ Khê. Từ ngày thành lập đến năm 1954, có các cha coi sóc: cha Phêrô Toàn, cha Hưng, cha Sĩ, cha Khâm, cha Luyện, cha Hiếu, cha Cuông. Từ năm 1954 đến năm 2008, có cha Thomas Vũ Nguyên Sùng, cha Thomas Trần Công Tính, cha Thomas Nguyễn Tình, cha Vinh Sơn Phạm Văn Tuyên, cha Giuse Vũ Công Phước, cha Francisco Xavier Trần Văn Học, cha Giuse Nguyễn Quang Phục, và hiện nay cha chính xứ là cha Giuse Nguyễn Thuần. Giáo xứ gồm có các đoàn hội, ban kèn đồng, ban trống, ban chắc, ca đoàn, huynh đoàn giáo dân Đa Minh, hội gia trưởng, hội các bà mẹ công giáo, hội Teresa, giới trẻ, sứ đoàn thiếu nhi thánh thể. Các đoàn hội này sinh hoạt một cách thường xuyên. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn và để củng cố đức tin cho thế hệ tương lai, cha xứ cùng hội đồng mục vụ thường xuyên tổ chức các lớp giáo lý và sinh hoạt giới trẻ, các buổi giao lưu văn hóa, thể thao. Nhờ đó, đức tin của giáo xứ đứng vững và phát triển xứng đáng với truyền thống cha ông để lại. Trong ngày trọng đại 100 năm hồng phúc này, toàn thể cộng đoàn giáo xứ chúng con xin hiệp lời tôn vinh và tạ ơn lên Thiên Chúa,
xin dâng những thành công và sự trưởng thành của giáo xứ chúng con. Dù còn nhiều sai lỗi, thiếu sót, nhưng đó là tất cả sự cố gắng, hy sinh của các bậc tiền nhân đã dày công gây dựng, vun trồng, lòng quảng đại của các thân nhân, đại ân nhân, ân nhân, sự hy sinh và tài tình của các mục tử đã coi sóc giáo xứ, lòng nhiệt tình hảo tâm đóng góp của mọi tín hữu trong giáo xứ. Kính xin quý đấng bậc và quý cộng đoàn luôn nhớ đến cộng đoàn giáo xứ Hà Xá chúng con trong lời cầu nguyện. Amen.